Hôm nay mình quay lại cho Lương ăn cho bạn xem nữa bạn ơi. Đây mồi mình băm xong mình trộn thức ăn rồi nè. Đó, giờ mình thả vô quay tiếp cho bạn xem nha. Đây nè mọi người, dẹo Lương mới của mình đây nha mọi người. Đó. Nè, nó ăn mạnh này nè nha mọi người. Đó nha, dẹo Lương mới của mình nha mọi người. Lương cái clip trước mình thường có ấy Lương nó cho các bạn xem tập Lương ăn được đó. Đó là hôm nay nó ăn mạnh rồi nha mọi người đó. Được nhìn đó là đấy, mình cho nó ăn mình ăn ốc chứ trộn lúc này cũng hiếm ốc rồi mình trộn thức ăn vô thêm cho nó mọi người đó. Mình nuôi lươn xịt là con bự con nhỏ lộn xộn lắm nha nha, mình chưa tiễn ra nha mọi người, đội nồi lưới lên nha mọi người. Đây là xung quanh nè, mình thả rau muống vô luôn nha, rau muống này thả vô thấy gì chứ có tác dụng lắm nha mọi người. Ở dưới là mình có bỏ một lớp lá dừa mỏng ở dưới nữa nha. Cái nồi này là để dành cho nó ăn không. Đó nghe mọi người. Đăng ký ủng hộ mình nha mọi người. Đăng ký ủng hộ mình và cho mình một like, một cái chia sẻ nha mọi người. Mình có động lực quay tiếp video cho mọi người xem nha. Lúc này không có lương rồi mình không có thường quay cho các bạn xem được. Khi nào có lương rồi mình thường quay thường lương cho các bạn xem luôn nha. Nay trồng cũng trồng chặt rồi nha. Rồi mình thuần dưỡng luôn hết mười mấy 20 bữa rồi. Rồi mình đưa ra cho nó ra hồ. Ra hồ này nè. Là mình để ý á, tối mình ra mình để ý mà con lương chừng nào á được lúc nó chốc mình hay cho nó ăn nha mọi người. Chứ mới thả ra mọi người cho ăn cũng không ăn đâu, để nước nó dơ nó thúi nước hết trơn à. Này bóng cây nhìn thấy nước nó đen thôi, thật sự không có đen mọi người, bóng cây nó che nó đen nha, nước trong veo nha mọi người. Đó, mọi người thấy nó ăn không? Đó nha mọi người. Có anh nào cũng mới biết nuôi á, mình không có nói người mà kinh nghiệm mà mình không có nói tới nha, cái người mà mới biết nuôi á, dưỡng nuôi mọi người bỏ ra muống vô trong hồ như gì cho mình đi, đó, nó cũng tác dụng lắm nha mọi người, chứ không phải là tự nhiên không mình bỏ ra muống vô chi cho nó dơ cái rễ nó đóng vào cái khỏe nước sình này kia. Nhiều khi nó lóng vào cái cặn lại khó, cũng khó hai nước nha mọi người.
nếu mà không có tác dụng mình cũng không bỏ ra muống này vô làm chi đâu đó. Nghe mọi người, cái này mình biết là sao mình nói cho mọi người nghe như vậy luôn nha. Mình cũng xin quay clip tới đây thôi nha mọi người, và nhớ đăng ký mình một like, cái chia sẻ nha mọi người. Rồi xin chào mọi người, hẹn mọi người ghé tiếp xem nha. Rồi xin chào mọi người nha.